Vì sao thắp hương kính Phật cả đời khi chết vẫn xuống địa ngục? Xưa nay, nhiều người thắp nhang niệm Phật với tâm mong cầu sức khỏe, tiền tài, danh vọng, tiêu tan giải nạn. Nhưng như vậy, liệu có được thần Phật gia hộ, che chở hay không? Câu chuyện cổ dưới đây là một lời nhắc nhở ý nghĩa đối với con người trên thế gian. Thắp hương niệm Phật cả đời, sau khi chết lại xuống địa ngục. Tại trấn Cổ Khê, có một tài chủ lớn họ Vương, là người vô cùng keo kiệt, gian trá, giả nhân giả nghĩa. Đối với nông dân tá điền thì hà khắc vô cùng. Ông có 8 người vợ xinh đẹp, cưới về đều là xuất thân từ các gia đình bần cùng trong thị trấn. Ông có một điểm đặc biệt là không ham cờ bạc, nghiện rượu, nhưng lại rất siêng nhang đèn cho Phật. Bởi vậy, họ Vương đã tìm một mảnh đất phong thủy đẹp, xây cất chùa miếu, mời tăng nhân đến ở. Mỗi năm, số tiền nhang đèn quyên góp cho chùa đủ để cứu vớt hơn phần nửa những người nghèo khổ trong làng. Thực ra, Vương Tài Chủ không phải thành tâm hướng Phật để tu tâm sửa tính, mà chỉ biết mình một đời đã làm nhiều việc xấu nên sợ chịu đau khổ sau khi chết đi. Ông nghĩ rằng bỏ một số tiền lớn để cúng dường như vậy, Phật Tổ sẽ chiếu cố cho những lỗi lầm đã gây ra. Mùa đông năm nọ, Vương Tài Chủ mắc phải bệnh nặng, tự biết ngày chết gần kề, thu xếp xong hậu sự. Trước khi chết, còn không quên căn dặn tiền thuế đất năm sau phải tăng gấp đôi. Bản thân ông trước sau luôn tin tưởng rằng mình sẽ được đến thế giới cực lạc. Không ngờ hồn phách lại bị quỷ đầu trâu mặt ngựa áp giải đến phủ Diêm Vương tối tăm đáng sợ. Trên phủ Diêm Vương, Vương Tài Chủ rất tức giận, chất vấn rằng Phật Tổ đã nhận nhang khói trong suốt một đời, không ngờ Ngài ấy lại không biết điều, lại đưa tôi đến nơi đổ nát âm u này, phải giáp mặt với Diêm Vương bộ dạng xấu xí như ông đây. Không phải thế giới cực lạc mà là âm tào địa phủ, không phải Phật Tổ Bồ Tát mà là Diêm Vương tiểu quỷ. Vương Tài Chủ nghiến chặt răng, thở hơi dài, tự nghĩ nhiều năm nay số nhang đèn mình đã đáp trả, khoản tiền mình đã bỏ ra, bao nhiêu tình cảm mà mình gửi gắm đều thật ra không đáng. Diêm Vương trước nay chưa từng gặp người nào đến địa phủ lại ngang ngược vô lý như vậy, bèn nổi giận lật quyển sổ sinh tử ra xem, nhìn qua mấy lượt lớn tiếng quát: "Khen cho Vương Nhị nhà ngươi, bổn vương chưởng quản việc sinh tử, dù cho lúc sống có là hoàng đế đi nữa, sau khi chết cũng phải quy về ta cai quản. Trong sổ sinh tử, nhà ngươi việc ác chất chồng, đáng bị đánh xuống 18 tầng địa ngục, lại còn vọng tưởng đến thế giới cực lạc ư? Chúng tiểu quỷ đâu, hãy lôi hắn ta đi, tiêu cho sạch nghiệp chướng, rồi sao chuyển sinh vào cõi súc sinh." Khắp địa phủ đều bị vẻ mặt giận dữ của Diêm Vương làm cho xáo động. Vương Tài Chủ đứng không vững, sợ đến không nói nên lời khi nghe thấy bản thân mình sắp phải xuống địa ngục chịu khổ. Ông lập tức cứng đờ ra đó, rất mau đã bị quỷ sai lôi đi. Lúc này đây, điều mà ông nghĩ đến chính là bản thân mình đã bị dối gạt. Ai nói những người thường xuyên thắp hương bái Phật, sau khi chết, chư Phật Bồ Tát sẽ niệm công đức đó mà độ họ đến thế giới cực lạc đây? Đột nhiên, một ánh hào quang chói sáng lướt qua trước mặt, ông ngẩng đầu lên xem thử, hóa ra là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ông không khỏi tức giận, lớn tiếng quát mắng rằng: "Khen cho vị Bồ Tát chuyên dối gạt người đời, tôi đây đã thắp hương cung phụng các ông cả một đời, còn bố thí tiền nhang đèn cho các ông nữa. Không ngờ hôm nay ông lại đối xử với tôi như vậy, hay cho những kẻ vong ân phụ nghĩa."
Bồ Tát sau khi nghe xong liền dừng lại, đến trước mặt ông nói rằng: "Ông có thật là đã thắp hương bái Phật cả một đời hay không?" Phương Tài Chủ liền nói lại: "Còn không phải ư? Đúc tượng vàng, xây chùa miếu, tôi đều đã làm cho các ông cả rồi. Thế không lẽ Phật Tổ không biết mỗi một việc làm của tôi hay sao? Với công đức mà tôi đã tích góp được, đáng lẽ phải đến Tây Thiên gặp Phật Tổ mới đúng, chứ không phải là chịu cái khổ luân hồi này." Bồ Tát nghe xong vẫn mỉm cười nói: "A-di-đà Phật, Vương Nhị, lúc sinh tiền nhà ngươi đã làm đủ chuyện xấu, chèn ép, ức hiếp người khác, cưỡng đoạt dân nữ, hà khắc cay nghiệt với những người thuê đất, hoành hành bá đạo ngang ngược. Nhà ngươi nên biết rằng, Phật Tổ không hưởng nhang đèn trái cây cúng dường của kẻ ác nhân, mà số trái cây đó cũng không phải là cúng dường cho chư Phật Bồ Tát ăn. Chư Phật là muốn để cho nhà ngươi nhìn thấy quả mà ngươi nghĩ đến nhân, trồng nhiều nhân lành để được quả lành. Một chén nước trước mặt Phật là bảo nhà ngươi tâm phải tỉnh như nước, bài trừ tạp niệm. Nếu không phải số nhang đèn nhà ngươi quyên tặng đã được các tăng nhân mang đi cứu giúp người nghèo khổ, thì e ngươi đã rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục rồi. Chuyện này nhà ngươi nên rõ ràng mới phải." Bồ Tát nói xong bèn quay người bỏ đi. Vương Tài Chủ sau khi nghe xong đứng ngay ra đó, cúi gằm mặt xuống đất, thật sự biết bản thân đã sai. Thật đúng là người đang làm, trời đang nhìn. Ông tự biết bản thân tội nghiệp sâu dày, chỉ còn biết đi chịu sự trừng phạt nơi địa ngục. Câu chuyện trên cho chúng ta thấy rằng lễ Phật cốt ở tấm lòng. Vận mệnh của một người không thể thay đổi nhờ cầu xin hay khấn bái. Con người nếu sống tốt, tích đức, ắt sẽ được phúc báo. Ngược lại, dẫu có bái lại mà nhắm mắt làm điều xấu thì vẫn xuống địa ngục chịu tội vậy. Câu chuyện vào chùa bái lại không bằng hiểu thấu nhân quả. Tại tỉnh Sơn Đông vào triều Thanh, có một ngôi chùa to đẹp tọa lạc, được dân làng cho là rất linh thiêng. Cứ đến ngày rằm vào mùng 1, người người nô nức rủ nhau đi lễ chùa để cầu xin được điều này thứ kia. Gần chùa là một quán nhỏ, chủ quán là người từ nơi khác đến để kiếm kế sinh nhai, bán đồ cúng cho khách thập phương tới chùa. Là người có thiện tâm, sởi lởi, ông luôn tặng kèm một cốc nước cho người đi lễ chùa để họ giải cơn khát sau khi đã chen lấn nhau bái lại. Đồ cúng lễ ở đây đơn giản, một ít hoa tươi và hương, giá bán phải chăng nên rất đông người tới mua. Chủ quán là người tốt bụng, ai không may tới muộn mà chẳng đủ tiền trọ, ông cũng đồng ý cho ngủ nhờ trong góc quán, chờ đến sáng rồi lên đường về quê. Một ngày nọ, cũng như mọi ngày mùng một khác, khách nườm nượp kéo nhau tới chùa lễ bái. Khách đông, chủ quán vẫn tươi cười bán hàng và mời nước miễn phí. Có một người khách vào quán, ngồi đó nhưng không nói mua gì. Ông chủ thấy vậy, bèn tới gần và mời ly nước mát rồi hỏi han. Khách mỉm cười lắc đầu và bảo chỉ muốn ngồi nghỉ nhờ rồi đi. Ông chủ vui vẻ mời khách ngồi rồi lại ra bán hàng tiếp. Chẳng mấy chốc đã xế chiều, người người tới lễ chùa lục tục kéo nhau ra về. Chủ quán quay qua dọn dẹp thì thấy vị khách kia vẫn ngồi trầm ngâm ở bàn. Chủ quán bèn tới gần và hỏi: "Ông đến đây từ sáng, sao không tranh thủ vào lễ chùa?" Khách hỏi lại: "Những người kéo nhau tới chùa đông như thế để làm gì vậy?" Chủ quán đáp: "Họ cầu tiền tài, danh vọng, sức khỏe, tiêu tài, giải nạn, họ đều cầu như vậy."
Khách mỉm cười. Tất cả vào chùa lễ Phật và cầu đều được ứng hay sao? Chủ quán lắc đầu. Tôi cũng không rõ, theo ông thì sao? Vị khách thủng thẳng đáp. Tới chùa lễ Phật, thể hiện lòng tôn kính với đấng chí tôn là lẽ thường tình. Nhưng đến chùa chỉ chăm chăm cầu khấn cúng bái và nghĩ rằng làm như vậy sẽ được giàu có, nổi danh hay may mắn khỏi bệnh thì không phải rồi. Con người sướng khổ, giàu nghèo, gặp vận may hay vận rủi đều do đức và nghiệp của họ tạo thành, không ai có thể can thiệp. Đó là luật nhân quả bất di bất dịch, chưa nói là khi vào chùa lễ bái, hành vi của họ ra sao. Nếu họ vào nơi tôn nghiêm như thế mà chen lấn xô đẩy hay thậm chí mạ lị người khác chỉ vì chút va chạm giành giật chỗ đẹp để bái Phật cầu xin thì càng không được chứng. Chủ quán nghe thấy vậy quả là có lý, bèn hỏi khách. Vậy ông tới đây để làm gì? Khách mỉm cười. Tôi tới để xem thế gian nhiễu nhương thế nào. Cảm ơn ông đã cho tá túc cả ngày nay mà không lấy đồng nào. Một việc nhỏ như vậy có ý nghĩa gấp nhiều lần vào chùa bái lạy và cầu xin. Lần sau, nếu gặp người đi lễ chùa muốn giúp họ nhiều hơn là tặng ly nước mát, ông hãy nói với họ như vậy. Chủ quán nghe vậy, chưa kịp đáp lại thì đã thấy người khách ở tích xa rồi mất hút. Quanh đâu đây thoang thoảng mùi hương thơm tuyệt diệu. Chủ quán làm theo lời của khách mà ông đoán chính là Đức Phật hiển linh để răn dạy con người. Nhiều người nghe đều cảm tạ, còn chủ quán vẫn bình yên, vui vẻ và khỏe mạnh sống lâu cho tới cuối đời bên chiếc quán đơn sơ nhưng luôn là mái ấm che chở cho những người cần trợ giúp. Trong kinh điển A Hàm, Phẩm Tiểu Duyên, Phật vẫn giải thích việc các giai cấp không có giai cấp nào mà có thể tự cho mình là cao quý cả. Nếu như giai cấp đó không biết giữ gìn năm giới trọng đại ở thế gian cho chu toàn, đó là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Nếu như người trong bất cứ giai cấp nào mà hành động càng quấy sinh ra tội lỗi như sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu say sưa mặc tình, làm hư hỏng bản thân mình mà còn làm ảnh hưởng đến xã hội nữa, thì người đó làm sao xứng đáng cho mình thuộc giai cấp cao quý? Phật bảo bà Tất Ra. Này bà Tất Ra, có bốn chủng tánh gồm cả người lành, người dữ. Được người trí khen, cũng bị người trí chê. Bốn chủng tánh ấy là Sát Lỵ, Bà La Môn, Cư Sĩ, Thủ Đà La. Này bà Tất Ra, hẳn ngươi đã từng nghe trong dòng Sát Lỵ có kẻ sát sinh, có kẻ trộm cắp, có kẻ dâm loạn, kẻ dối trá, kẻ nói hai lưỡi, kẻ nói ác độc, có kẻ ỷ ngữ, có kẻ sang tham, có kẻ tật đố, có kẻ tà kiến. Thì trong dòng Bà La Môn, Cư Sĩ, Thủ Đà La cũng có lẫn lộn đủ hạng người trong mười ác hạnh đó. Này bà Tất Ra, phàm làm điều bất thiện thì có quả báo bất thiện, làm điều hắc ám thì có quả báo hắc ám. Nếu rằng quả báo đó chỉ có với dòng Sát Lỵ, Cư Sĩ, Thủ Đà La chứ không có với dòng Bà La Môn, khi ấy người Bà La Môn mới nên tự cho dòng Bà La Môn ta là tối cao bậc nhất, còn các dòng khác thấp hèn, dòng ta trắng trẻo, các dòng khác đen điêu. Dòng Bà La Môn ta xuất hiện từ Phạm Thiên, từ miệng Phạm Thiên sinh ra, hiện tại thanh tịnh, về sau cũng thanh tịnh. Trái lại, nếu rằng làm điều bất thiện thì có quả báo bất thiện, làm điều hắc ám thì có quả báo hắc ám. Quả báo đó bất cứ Bà La Môn, Sát Lỵ hay Thủ Đà La đều có như nhau. Thời người Bà La Môn không thể tự xưng chỉ dòng ta là thanh tịnh tối cao bậc nhất.
Cho nên, việc giúp cho mọi người đều biết tu tâm dưỡng tánh, biết làm lành lánh dữ, tự hoàn thiện cho mình và người cùng xã hội tốt đẹp mãi thêm lên, thì người đó dù ở trong giai cấp nào cũng vẫn là cao quý hơn hết. Huống hồ gì trong gia đình, là cha mẹ đối với con cái, là chồng đối với vợ con, hay vợ đối với chồng con đã sống chung với nhau, là đã có duyên nợ kháng khích với nhau rồi. Chẳng lẽ không mở rộng lòng từ bi thương xót với nhau mà khuyến khích khuyên bảo nhau làm lành lánh dữ để cùng sống tốt với nhau sao? Làm lành lánh dữ là sao? Tức là khuyên bảo nhau giữ gìn năm giới cấm của Phật dạy trong việc đối nhân xử thế tốt đẹp đó, là quy y Tam Bảo để giúp cho người thân với nhau sống trong đời này và đời sau không rơi vào đường tà nẻo ác đó vậy. Về điều này, trong kinh Tạp A Hàm, Phật cho rằng có ba hạng con đối với cha mẹ hay cha mẹ đối với con cái. Bài kinh ấy như sau: Tôi nghe như vậy, một thời Phật trú tại nước Xá Vệ, rừng cây Kỳ Đà, trong vườn Cấp Cô Độc. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Có ba hạng con. Thế nào là ba hạng con? Con sinh ra theo cha mẹ, con sinh ra hơn cha mẹ, con sinh ra kém thua cha mẹ. Thế nào là con sinh ra theo cha mẹ? Nghĩa là cha mẹ không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, thì con cái cũng học theo, không sát hại, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Đây là hạng con sinh ra theo cha mẹ. Thế nào là con sinh ra hơn cha mẹ? Nếu cha mẹ chẳng lãnh thọ năm giới, chẳng sát sanh, chẳng trộm cướp, chẳng tà dâm, chẳng nói dối, chẳng uống rượu, nhưng người con có thể lãnh thọ năm giới, chẳng sát sanh, chẳng trộm cướp, chẳng tà dâm, chẳng nói dối, chẳng uống rượu, đây gọi là con sinh ra hơn cha mẹ. Thế nào là con sinh ra kém thua cha mẹ? Nghĩa là nếu cha mẹ giữ năm giới, chẳng sát sanh, chẳng trộm cướp, chẳng tà dâm, chẳng nói dối, chẳng uống rượu, nhưng con không thể lãnh thọ năm giới, chẳng sát sanh, chẳng trộm cắp, chẳng tà dâm, chẳng nói dối, chẳng uống rượu, đây là con sinh ra kém thua cha mẹ. Bấy giờ Thế Tôn nói kệ: Sinh con quý, con ngoan, cha sáng suốt mong muốn, chẳng muốn sanh con kém, vì thế chẳng tiếp nối, làm con trong nhân đạo, sẽ làm ưu bà tắc, đối Phật Pháp Tăng Bảo, siêng tu tâm thanh tịnh, mây tan ánh sáng hiện, làm rạng rỡ quyến thuộc. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Vì sao lại giữ gìn năm giới cấm trong sạch mà được duyên thù thắng, là hiện đời làm người tốt, và đời sau quyết định sinh ra lại làm người tốt hơn? Đơn giản là, khi mình giữ giới không sát sanh giết hại một sinh mạng nào, dù là một con vật bé nhỏ, nếu lỡ mình làm cho nó tổn thương, mình cũng cảm thấy xót xa, ân hận chỉ vì mình bất giác. Đó chính là mình đã gieo nhân lành cho mình rồi đó. Hoặc mình có đủ điều kiện thì nên phóng sanh, khiến cho các loài ham sống sợ chết đều được an vui, sống lâu thêm nữa, tức là tự mình kéo dài thêm mạng sống của chính mình vậy, và sống trong niềm an vui, thanh thoát vậy. Còn trái lại, đã không biết giữ giới không sát sanh, mà còn mặc tình giết hại theo bản năng của mình, thì chính là mình vô tình làm giảm tuổi thọ cho mình hồi nào không hay, mà còn đau bệnh hoài không khỏi vậy. Về việc giữ giới không trộm cắp tài vật của ai, tức là mình ban cho mọi người sự an vui chân thật, không sợ mất mát của cải. Một người thực hiện được như vậy
và nhiều người cùng làm được như vậy, thì xã hội tự nhiên tươi sáng, phong nhiêu, không ai nghi ngờ ai, không ai lo âu gì nữa, mà nhà nhà đều được ấm no thanh bình. Người giàu có là do phước của họ chiêu cảm, còn người nghèo thiếu một chút cũng tự an ủi, có đủ cái ăn cái mặc rồi. Và nhất là trong tình thương bao la của người với người, sẽ sẵn lòng chia sớt cho nhau, vô tình làm cho xã hội ngày thêm sung túc. Về việc giữ giới thứ ba là không tà dâm hay tà hạnh, là làm cho mỗi gia đình đều được hạnh phúc, an vui, lành mạnh, tinh thần thêm sáng, con cái tự hào có cha có mẹ sống hòa thuận vui vẻ bên nhau, có một gia đình sống đàng hoàng nghiêm túc, và nhất là con cái không bị sự khổ tâm đau đớn giằng xé vì cha mẹ sống bất hòa bởi tà hạnh riêng tư. Người giữ giới này trong sạch hiện đời được mọi người tôn trọng, kính mến, mà đời sau khi tái sanh làm người trở lại cũng được nhan sắc xinh đẹp, khả ái. Giới thứ tư là không nói dối, nghĩa là luôn luôn phải nói lời chân thật ngay thẳng. Thế thế nào nói thế ấy, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng giúp cho người xung quanh mình có niềm tin vững vàng trong cuộc sống. Vì chỉ có niềm tin yêu mới thiết tha sống, mới có thể tồn tại lâu dài được. Vì mất lòng tin rồi, thì dù là thần tượng đi nữa, cũng dễ dàng sụp đổ trong giây phút. Bởi vậy, không nói dối, tức là đem lại lợi ích cho mình ngay trong hiện đời, được mọi người tin dùng. Có nói năng gì cũng êm xuôi, không lấp vấp, ngọng nghịu, vì có một nội tâm trong sạch vững vàng. Và nhiều người ngưỡng mộ kính phục, đó là tạo nhân lành cho mình ngay đời này và đời sau sinh ra được quả báo tốt đẹp hơn. Về giữ giới không uống rượu, vì rượu là chất gây nghiện, làm say sưa quên mất chính mình, không làm sao tự chủ được lời nói và hành động, gây ra lỗi lầm, ác hại cho mình và cho người. Cho nên không uống rượu thì tinh thần luôn sáng suốt, lành mạnh, tâm tư tỉnh táo, nhớ nghĩ sâu xa, thân thể cường tráng. Đó chính là cách giúp cho mình sống một đời sống đẹp, an vui và khỏe mạnh vậy. Chỗ này cần nói thêm về những chất gây nghiện khác có liên quan tới xã hội thời nay mà ngày xưa thời Phật còn tại thế chưa phát sinh để Phật chế giới. Như việc hút xì ke, á phiện, ma túy, những chất độc hại và nguy hiểm vô cùng cho bản thân mình và cho cả xã hội. Trên đời này, ai sinh ra đời cũng đều mong muốn mình sống lâu, giàu sang, xinh đẹp, được người tin yêu, kính trọng và có một tinh thần tươi sáng, lành mạnh cả. Nhưng nếu như không giữ tròn năm giới cấm của Phật dạy mà muốn được như ý, thì không bao giờ có lẽ đó vậy. Vào thời Phật còn tại thế, có những vị cư sĩ cho rằng giữ giới này quan trọng hơn đối với giới khác. Nhưng Phật thì bảo giới nào cũng quan trọng cả, vì tất cả giới đều khó giữ như nhau. Có 500 tín đồ, người này chỉ giữ giới bất sát, người khác chỉ giữ một giới khác. Ngày kia họ bàn tán, người nào cũng cho rằng giới của mình khó giữ, việc của mình khó nhất, và họ đến chỗ Phật kể lại câu chuyện. Phật dạy, không có giới nào là quan trọng ít, giới nào là quan trọng nhiều. Tất cả các giới đều khó giữ. Ngài nói kệ, ai ở đời sát sinh, nói láo không chân thật, ở đời lấy không cho, qua lại với vợ người. Uống rượu men, rượu nấu, người sống đam mê vậy, chính ngay tại đời này, tự đào bới gốc mình. Vậy người hãy nên biết, không chế ngự là ác, chớ để tham phi pháp, làm người đau khổ dài. Cho nên khuyên bảo nhau làm lành lánh dữ, bằng cách cùng nhau gìn giữ cả năm giới cấm để ngăn ngừa tội lỗi phát sinh và làm tốt đẹp cho mình và cho người ở đời này và đời sau. Không lẽ như vậy mà cho là bắt buộc hay sao?
Nếu như mình không giảng giải rõ lợi ích thiết thực ấy cho người thân trong gia đình mình nhận biết, thì nếu họ bị lỡ lầm sa chân vào đường tà rồi, thì mình dẫu có ân hận đi nữa cũng đã muộn màng. Do đó, giúp cho người thân của mình hiểu biết từ nơi chính mình bằng nhiều cách trực tiếp hay gián tiếp đều cùng hưởng sự thanh cao lợi lạc. Đó tức là độ cho cả người thân của mình rồi vậy. Độ là độ ngay khi họ còn sống và sáng suốt ngay trong hiện tại, chứ đâu phải chờ đến khi họ sanh ra lỗi lầm đáng tiếc hay chết đi mờ mịt rồi mới tụng kinh cầu an hay cầu siêu mới gọi là độ được hay sao? Thế thì, một người Phật tử đã quy y Tam Bảo và thọ trì năm giới rồi, còn cần phải trợ duyên cho người chưa quy y Tam Bảo để họ có những nhận thức đúng đắn về phép quy y Tam Bảo, có những lợi lạc gì ở đời này và đời sau nữa, mới thực sự là người Phật tử biết ơn và đền ơn đối với Tam Bảo. Hồi Phật còn tại thế, Ngài rất hoan hỷ cho những ai thực hiện hành động đưa đến quả báo lành để không những làm lợi lạc cho mình mà còn cho người. Bằng chứng là trong kinh Tạp A Hàm, Phật tán thán ông trưởng giả Các Cô Độc, vị đại cư sĩ có niềm tin sâu sắc đối với Tam Bảo. Ông trưởng giả Các Cô Độc là người ở nước Xá Vệ của vua Ba Tư Nặc. Nhưng khi đi qua thành Dương Xá của vua Tần Bà Sa La thăm ông bạn trưởng giả mà được gặp Phật, chuyện ông gặp Phật rất nhiệm màu chưa từng có, nên sau khi ông quy y Phật rồi, với một lòng tin sâu sắc, ông liền phát tâm thỉnh Phật về nước Xá Vệ để làm lợi ích lớn cho mọi người trong nước ông. Để Phật và chư tăng có nơi an trú tại Xá Vệ, ông trưởng giả Các Cô Độc mua đất cất ngôi tinh xá Kỳ Hoàng để cúng dường giáo đoàn. Tại nơi tinh xá này, nhờ ông thưa hỏi mà Phật chỉ dạy một bài kinh hết sức quý giá rằng: trong nhà ông ai cũng có lòng tin thanh tịnh là do quy y Tam Bảo đó, thì khi mệnh chung họ đều được sanh lên cõi trời. Đó là một sự thật hiển nhiên chứ không do ai bảo mà được như vậy. Bài kinh đó ngắn gọn như sau: tôi nghe như vậy, một thời Phật trú tại nước Xá Vệ, rừng cây Kỳ Đà, trong vườn Các Cô Độc. Bây giờ trưởng giả Các Cô Độc đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ chân Phật, lui ngồi một bên, bạch Phật: bạch Thế Tôn, nếu những người ở trong nhà con đều có lòng tin thanh tịnh, thì khi những người này mệnh chung được sinh lên cõi trời chăng? Phật đáp: lành thay trưởng giả. Đây là câu hỏi thâm diệu, là một bề thọ báo. Ở giữa đại chúng rống lên tiếng sư tử, nói rằng: những người ở trong nhà con đều có lòng tin thanh tịnh, khi mệnh chung đều được sinh lên cõi trời. Có tỳ kheo đại đức thần lực nào đã nói với ông: hễ người nào trong nhà ông mạng chung đều sinh lên cõi trời chăng? Trưởng giả bạch Phật: bạch Thế Tôn, không. Phật lại hỏi: hay là tỳ kheo ni nào, chư thiên nào, hay người trước mặt ta đã nghe ta nói? Trưởng giả thưa: bạch Thế Tôn, không. Thế nào trưởng giả, hay là ông tự thấy biết những người trong nhà ông mệnh chung được sinh lên cõi trời? Trưởng giả bạch Phật: bạch Thế Tôn, không. Phật bảo trưởng giả: ông đã không nghe từ vị tỳ kheo đại đức thần lực, không phải tỳ kheo ni, không phải chư thiên, không phải ở trước mặt ta đã nghe ta nói, không phải tự ông nhận biết, thế mà lại có câu nói: nếu những người trong nhà tôi mệnh chung đều được sinh lên cõi trời. Do đâu ông nói lên những lời sâu xa đó và nói lên một cách quyết định, ở giữa đại chúng trống lên tiếng sư tử, nói rằng: hễ người trong nhà tôi mệnh chung đều được sinh lên cõi trời. Trưởng giả bạch: bạch Thế Tôn, không có tỳ kheo đại đức thần lực nào đến với con, cũng không phải tỳ kheo ni, không phải chư thiên, không phải ở trước mặt Thế Tôn
đã nghe Thế Tôn nói, không phải tự con nhận biết, thế mà lại có câu nói, nếu những người ở trong nhà con mệnh chung đều được sinh lên cõi trời. Đó là do khi con thấy những người mang thai, con bày cho họ nên vì con mình quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tỳ Kheo Tăng. Sau khi đứa bé chào đời, con lại dạy cho nó về tam quy. Đến khi nó thấy biết, lại dạy nó trì giới. Giả sử tôi tớ hà tiện, người khác có mang và sinh con cũng chỉ bày như thế. Nếu có người bán nô tỳ, con liền đến nói với họ rằng, hiền giả, tôi muốn buôn người, nhưng anh nên quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tỳ Kheo Tăng, thọ trì giới cấm. Theo lời tôi dạy, thọ trì giới cấm, sau đó tùy giá mà mua. Nếu anh không theo lời chỉ dạy của tôi, thì không được nhận. Hoặc có khách trọ hay người làm thuê, con cũng bảo họ trước phải thọ tam quy ngũ giới, rồi sau đó con mới nhận họ. Lại nữa, nếu có người đến xin làm học trò, hay đến xin trao đổi, vay lãi, con cũng khuyên họ quy y, giữ năm giới, sau đó con mới nhận. Lại nữa, những khi nhà con cúng dường Phật và Tỳ Kheo Tăng, thì đọc tên cha mẹ, anh em, vợ con, thân thuộc quen biết, quốc vương, đại thần, chư thiên, long thần, hoặc kẻ còn, người mất, sa môn hay bà la môn, nội ngoại quyến thuộc, cho đến nô bộc đều đọc tên họ để xin chú nguyện. Hơn nữa, được nghe Thế Tôn dạy, do nhân duyên xưng tên chú nguyện đều được sinh lên trời, hoặc do bố thí ruộng vườn, nhà cửa, giường nằm, hoặc nhân thường bố thí, hoặc bố thí cho người đi đường, cho đến bố thí cho chúng sinh một nắm nhỏ, do những nhân duyên này được sinh lên cõi trời. Phật bảo, lành thay trưởng giả, ông nhờ có lòng tin nên nói ra được như vậy. Như Lai đối với điều đó có cái thấy vô thượng, biết vô thượng, nên biết rõ những người trong nhà ông mệnh chung đều sinh lên cõi trời. Phật nói kinh này xong, trưởng giả Cấp Cô Độc nghe lời Phật dạy, hoan hỷ đảnh lễ Phật rồi ra về. Tuy nhiên, phải nói một lẽ thật rằng, không phải người nào trong gia đình mình, ai ai cũng có duyên với nhau để nghe lời khuyên bảo đó hết. Bởi lẽ là do nghiệp duyên của mỗi người mỗi khác, có sâu có cạn. Người bị chướng duyên sâu dày thì họ khó nhổ gốc mê lầm, cho nên khó mà chuyển hóa cho họ được thôi. Chỉ khi nào mình có đủ năng lực hay cơ duyên được chín mùi, thì mới có cơ may giúp họ nhận biết được lợi ích thiết thực của việc quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới. Họ sẽ từ từ chuyển hóa, làm lành theo ý muốn của mình được. Nương về ngôi báo. Đức Phật từng dạy mỗi người học Phật rằng, hãy tự thắp lên ngọn đèn chánh pháp, hãy tự nương tựa nơi pháp của chính mình, chứ đừng thắp lên ngọn đèn nào khác. Và Ngài còn bảo, nếu ai tự mình thắp lên ngọn đèn chánh pháp, tự nương nơi pháp của chính mình, không thắp lên ngọn đèn nào khác, không nương tựa pháp nào khác, thì có thể cầu học, được lợi và phước vô lượng. Trích trong Kinh Trung A Hàm, Quyển 2, Kinh Chuyển Luân Vương. Nói như vậy, thắp lên ngọn đèn chánh pháp nghĩa là sao? Đó tức là thắp lên ngọn đèn quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới đối với hàng Phật tử chúng ta. Song phải nhìn nhận rằng, khuyến khích người ta vào đạo bằng cách hướng dẫn nương về ngôi báo mà không hiểu biết tường tận lợi ích của việc quy y, cũng coi như chỉ làm được một nửa công việc thôi. Trước hết, phải biết nghĩa của quy y là gì. Quy là trở về, y là nương tựa. Quy y nói ngắn gọn là nương về. Vì sao phải nương về? Trong cuốn Truy Môn Cảnh Huấn có giải thích về nghĩa của hai từ này như sau. Quy y
là có nghĩa xoay chuyển, quay về. Bởi trước kia bỏ chánh theo tà, lang thang trôi dạt trong sáu nẻo. Nay gặp Phật ra đời, giảng nói chủ thuyết tột cùng cao quý, liền xoay chuyển tâm tà dại, quay về với chánh đạo. Do đó mới lập ra pháp quy y. Đó là nghĩa quy y. Còn tam bảo nghĩa là gì? Là ba ngôi báo: Phật, Pháp, Tăng. Vì sao gọi là báo? Sách Phật học phổ thông Hòa Thượng Thiện Hoa giảng nói: ở thế gian, vàng bạc, ngọc ngà và danh vọng là quý báu. Nhưng sự thật, vàng bạc, danh vọng đâu có cứu được con người khỏi khổ, sống, già, bệnh, chết, mà lắm khi còn làm cho con người thêm khổ nữa. Còn Phật Pháp Tăng thì có đủ năng lực dắt dẫn con người ra khỏi những cái khổ nói trên. Bởi thế, người đời mới tôn sùng Phật Pháp Tăng là ba ngôi báu, tức là tam bảo. Thật ra, Phật báo là phải lắm rồi. Chỉ vì hồi Phật chưa ra đời, tất cả chúng sanh chỉ sống trong vòng u minh lầm lạc, không biết cách làm sao để tự giải thoát cho chính mình ra khỏi vòng luân hồi lẫn quẩn đó. Cho đến khi Phật tự chứng đạo giải thoát đó rồi, Ngài mới đem ra giảng dạy cho chúng sanh chúng ta con đường đó. Bất cứ ai nương theo chánh pháp đó mà tu hành đúng pháp thì sẽ được an vui giải thoát như Phật không khác. Tùy theo căn cơ trình độ hiểu biết có sâu có cạn mà chứng đắc thánh quả có cao có thấp, cho nên mới có hai hàng Phật tử xuất gia và tại gia ở đời. Việc chúng ta từ chỗ u mê lầm lạc bế tắc trong khổ đau không có ngày cùng, thế mà nhờ Phật độ cho con đường thoát khỏi khổ đau và được an vui giải thoát, thì đó không phải là Phật bảo. Tức sự quý báu đó là do nơi Đức Phật mà có được hay sao? Pháp là lời Phật dạy cho chúng ta tu theo đó để đạt được mục đích thoát khổ. Như chiếc bè đưa ta qua sông, thì pháp đó chắc chắn phải là pháp báu rồi vậy. Còn chư Tăng là người có nhiệm vụ truyền lại lời Phật dạy từ kinh nghiệm sống trong phần tu tập của chính mình. Nghĩa là đã từng nếm qua pháp gì, và tin chắc rằng bất cứ ai nghe qua mà lãnh hội được ý chỉ đó, ắt sẽ đạt được niềm an lạc giải thoát ngay trong hiện đời này. Thế thì điều đó không phải là quý báu đối với chúng tăng hay sao? Tuy vậy, người đã quy y tam bảo rồi, thấy được lợi ích lớn lao đó rồi, còn phải sanh lòng tin vững chắc đối với tam bảo nữa. Vì lẽ rằng có người tuy đã quy y tam bảo rồi, nhưng chỉ để thực hiện ý đồ của mình là cầu xin Phật ban ơn cho mình được toại nguyện mà thôi, chứ không có niềm tin chân chánh là tự mình thắp sáng ngọn đèn chánh pháp lên mà đi như lời Phật dạy. Một khi có tâm mong cầu, cầu xin như vậy tức là đã coi Phật như một đấng thần linh hay thượng đế nào rồi vậy. Vô tình, mình đồng hóa đạo Phật như bao nhiêu tôn giáo khác hồi nào không hay. Vì khi chúng ta nghĩ sai về tam bảo, chúng ta sẽ cầu xin. Khi xin được tọa nguyện thì tán thán ca tụng, cho là Phật linh thiêng mà vui vẻ đi chùa. Còn khi cầu xin mà không được như ý thì dễ dàng thối tâm và bỏ chạy theo tà sư ngoại đạo, trở lại kính trọng trời thần quỷ vật. Chính vì vậy cho nên người Phật tử đã quy y tam bảo rồi cần phải hiểu biết thêm những điều quan trọng như sau. Quy y Phật là chúng ta trọn đời tôn thờ kính trọng, tu theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là bậc thầy giác ngộ sáng suốt của chúng ta. Quy y Pháp là chúng ta trọn đời tôn thờ kính trọng, tu theo chánh pháp từ kim khẩu Đức Phật nói ra. Quy y Tăng là chúng ta trọn đời tôn thờ kính trọng, tu theo những tăng sĩ tu hành đúng chánh pháp của Như Lai. Quy y Phật rồi, chúng ta không kính trọng tu theo trời thần quỷ vật. Quy y Pháp rồi, chúng ta không kính trọng tu theo ngoại đạo tà giáo. Quy y Tăng rồi, chúng ta không kính trọng làm thân với bạn dữ nhóm ác. Cho nên quy y tam bảo phải thực hành tròn đầy đúng đắn theo giáo của Phật dạy mới thực sự có được thành tựu các công đức nói trên.
nghĩa là mình phải giữ tròn chánh hạnh, tức là phải thấu hiểu ý nghĩa của chữ báo đó một cách rõ ràng. Có như vậy thì việc quy y mới đầy đủ công đức. Công đức đó là hưởng phước trên trời hay trong loài người, như trong kinh Tăng Nhất A Hàm Phẩm Tam Bảo Phật có dạy rõ ràng rằng có ba đức tự quy y. Thế nào là ba? Nghĩa là quy y Phật, đức thứ nhất; quy y Pháp, đức thứ hai; quy y Tăng, đức thứ ba. Thế nào gọi là đức tự quy y Phật? Có các chúng sinh hai chân, bốn chân, chúng nhiều chân, có sắc, không sắc, có tưởng, không tưởng, đến ni duy tiên thiên, tức là trời sắc cứu cánh. Trong đây, Như Lai là bậc tối tôn, tối thượng, không mang mai bị kịp. Do bò được sữa, do sữa được bơ, do bơ được tô, do tô được đề hồ. Nhưng ở trong đây, đề hồ là thứ tối tôn, tối thượng, không gì sánh kịp. Đây cũng như thế, các chúng sinh hai chân, bốn chân, chúng nhiều chân, có sắc, không sắc, có tưởng, không tưởng, đến trên ni duy tiên thiên, trời sắc cứu cánh. Ở trong đó, Như Lai là bậc tối tôn, tối thượng, không ai sánh kịp. Có các chúng sinh thừa sự Phật, đó là đức phụng sự đệ nhất. Đã được đức đệ nhất, liền hưởng phước trên trời hay trong loài người. Đây gọi là đức đệ nhất. Thế nào là đức tự quy y Pháp? Nghĩa là các pháp hữu lậu, vô lậu, hữu di, vô dục, vô nhiễm, diệt tận, niết bàn. Nhưng pháp niết bàn ở trong các pháp là tối tôn, tối thượng, không gì có thể bằng. Do bò được sữa, do sữa được bơ, do bơ được tô, do tô được đề hồ. Nhưng ở trong đó, đề hồ lại là tối tôn, tối thượng, không gì sánh kịp. Đây cũng như thế, nghĩa là các pháp hữu lậu, hữu di, vô dục, vô nhiễm, diệt tận, niết bàn. Nhưng trong đó, pháp niết bàn là tối tôn, tối thượng, không gì sánh kịp. Có các chúng sanh thừa sự pháp, đó là đức thừa tự đệ nhất. Đã được đức đệ nhất, liền được hưởng phước trên trời, trong loài người. Đây gọi là đức đệ nhất. Thế nào gọi là đức tự quy y thánh chúng? Thánh chúng nghĩa là trong các loại chúng sinh hữu hình nhóm lại thành nhóm lớn, chúng lớn, thì ở trong chúng này, chúng tăng của Như Lai là tối tôn, tối thượng, không gì sánh kịp. Do bò được sữa, do sữa được bơ, do bơ được tô, do tô được đề hồ. Nhưng trong đó, đề hồ lại là tối tôn, tối thượng, không gì sánh kịp. Đây cũng như thế, thánh chúng nghĩa là chúng tăng của Như Lai trong loài hữu hình nhóm họp đều thành chúng lớn, là tối tôn, tối thượng, không gì sánh kịp. Đó là đức thừa sự đệ nhất. Đã được đệ nhất, liền được hưởng phước trên trời trong loài người. Đây gọi là đức đệ nhất. Quy y Tam Bảo rồi, cần phải có chánh tín, tức là niềm tin đối với Tam Bảo thật vững chắc, không bị quỷ thần sai sử, dù bất cứ hoàn cảnh nào cũng không đổi thay. Để làm chỗ y cứ cho mọi người noi theo, Thiết Tưởng nêu lên câu chuyện cảm động của ông trưởng giả cấp cô độc vào thời Đức Phật là một điển hình. Như khi ông trưởng giả cấp cô độc bị khánh kiệt tài sản vì hiến cúng cho giáo hội rất dồi dào, nhưng ông vẫn không hề thay lòng đổi dạ. Cho dù thiên nữ trú ẩn trong gia đình ông có khuyên lơn bảo ông thôi làm việc lợi ích đó đi. Và chuyện ấy như sau: trưởng giả cấp cô độc đã chi hết 540 triệu của cải cho tăng đoàn của Phật tại tịnh xá Kỳ Viên, một ngày ba lần đến hầu hạ Thế Tôn, nghĩ rằng những người tập sự và sa di hay để ý ông sẽ mang gì cúng dường, nên không bao giờ ông đến tinh xá tay không. Sáng sớm, ông thường đem cháo. Sau giờ thọ thực, ông mang bơ tươi và thuốc men.
buổi chiều mang hương, hoa, cau, mỡ bôi và y phục. Dần dần ông nghèo đi. Vì ngoài phần cúng dường, ông đã cho các nhà buôn mượn 180 triệu, chưa kể 180 triệu dành cho gia đình chôn giấu tại bờ sông đã trôi ra biển lúc đất lở. Tuy thế, ông vẫn cúng dường chúng tăng như trước, dù thức ăn không được ngon lành nữa. Một hôm Thế Tôn hỏi ông: "Gia chủ vẫn mang vật thực từ nhà đến cúng dường tăng chúng chứ?" Ông thưa: "Vâng, bạch Thế Tôn, nhưng thức ăn chỉ có cháo chua, vừa ít vừa dở." Gia chủ đừng nên buồn phiền khi nghĩ rằng đã dâng lên Thế Tôn thức ăn tội. Nếu ý định thanh tịnh thì món gì dâng lên chư Phật và các vị khác không thể gọi là xấu tệ được. Ông đã dâng cúng lên 8 bậc thánh. Trước đây trong thời Velama, ta đã quấy động toàn nước Ấn Độ với rất nhiều phẩm vật, nhưng không khuyên được ai thọ tam quy, khó mà tìm được người xứng đáng để dâng cúng. Do đó, đừng phiền muộn khi nghĩ rằng món dâng của ông dở tệ. Nói xong, Thế Tôn đọc kinh Velama. Khi Thế Tôn và các thánh đệ tử bước vào nhà ông Cấp Cô Độc, nữ thần ngụ trên cổng không thể ở lại đó vì sức mạnh thiện đức của các ngài. Cô định sẽ xúi dục gia chủ đừng trung thành với các ngài, để các ngài không vào nhà nữa. Lúc tài sản của ông đang cực thịnh, nữ thần dù có nói ông cũng không nghe. Bây giờ nghèo, ông sẽ sẵn sàng để ý đến lời cô. Do đó, ban đêm cô đến phòng trưởng giả, tự giới thiệu và khuyên ông phải nghĩ đến tương lai. Ông đã phung phí biết bao vào giáo đoàn của Phật. Bây giờ nghèo rồi, ông vẫn cúng dường. Nếu ông vẫn tiếp tục như thế mãi, thì chẳng bao lâu, ông sẽ không còn một hộp cơm lót lòng hay một mảnh vải che thân. Cô còn lên giọng kẻ cả dạy thêm: "Sa môn Gotama có ích lợi gì cho ông? Đừng dại dột phung phí nữa, hãy để tâm vào chuyện làm ăn và tạo cơ may." Trưởng giả ngồi im lắng nghe hết rồi mới bảo: "Đây là điều mà cô đến khuyên tôi có phải không? Thế thì hãy cút đi. Dù có thuyết 100.000 lần như thế, cô cũng chẳng lay chuyển được tôi. Cô đã nói với tôi những điều không đáng nói, việc gì cô phải ở trong nhà tôi chứ? Hãy ra khỏi nhà tôi tức khắc." Nữ thần không thể không tuân theo lời nói của một cư sĩ đã chứng quả dự lưu, nên lập tức đem con ra khỏi nhà ông. Nhưng sau đó, cô không thể tìm ra chỗ nào khác để ở. Cô đến vị trời cai quản thành kể tội lỗi của mình, xin ông đến nhà trưởng giả thuyết phục ông tha thứ và cho cô ở lại. Nhưng vị trời từ chối vì cô đã nói điều không đáng nói. Cô đến Tứ Thiên Vương, nhưng họ cũng từ chối với cùng một lý do. Rồi cô cầu cứu với Thiên Chủ Đế Thích, ngài bày cho cô khoác y phục của quản gia trưởng giả, ghi danh sách tài sản của ông đã phân tán, tức là 180 triệu cho nhà buôn mượn, 180 triệu bị cuốn ra biển và 180 triệu không ai giữ ở nơi này nơi nọ, và dùng thần lực đòi và gom lại, xong chất vào kho trống của ông. Làm như vậy để chuộc lỗi, và sau đó xin ông tha thứ cho cô. Nữ thần vâng theo. Công việc hoàn thành, cô đứng trên không, chiếu hào quang xuống phòng trưởng giả trình bày các việc đã làm và xin ông cho cô chỗ ở. Vì hiện nay cô không tìm được nơi nào nên rất là vất vả mệt nhọc. Cấp Cô Độc dẫn cô đến bậc Toàn Giác, bảo kể lại mọi sự. Nữ thần úp mặt trước Thế Tôn thưa: "Bạch Thế Tôn, vì điên rồ con không nhận ra công đức to lớn của ngài và đã nói lời xấu ác, xin tha thứ cho con." Như thế, nữ thần đã xin lỗi Thế Tôn lẫn trưởng giả và được Thế Tôn khuyên nhủ: "Ngay trong đời này, đại trưởng giả, một kẻ làm ác vẫn cảm thấy tốt lành chừng nào hành động ác của họ chưa chín mùi. Nhưng ngay khi hành động ác chín mùi, họ sẽ chỉ thấy xấu.
Cũng thế, một người lành thấy việc xấu dữ, bao lâu việc thiện của mình chưa chín mùi, nhưng ngay khi hành động thiện chín mùi, họ chỉ thấy tốt lành. Nói xong, Ngài đọc pháp cú. Người ác thấy là hiền, khi ác chưa chín mùi, khi ác nghiệp chín mùi, người ác mới thấy ác. Người hiền thấy là ác, khi thiện chưa chín mùi, khi thiện nghiệp chín mùi, người hiền thấy là thiện. Điều mà không ai có thể phủ nhận được là gieo trồng nhân lành thì được quả báo lành, không gặt hái được ngay trong hiện đời thì đời sau vẫn không mất. Dù một người nào đó chỉ làm một việc lành nho nhỏ ở cõi trần gian này bằng tâm thanh tịnh thôi, cũng đủ có quả báo được sanh lên cõi trời để hưởng phước báo ở trên ấy thay. Huống gì, chúng ta là Phật tử đều biết quy y Tam Bảo, phụng thờ Tam Bảo một cách nhiệt thành là đem lại lợi lạc cho đời này và đời sau không bị lầm lạc, mà lại không đạt được lợi ích to lớn thiết thực là sanh vào cõi lành theo ý muốn của mình hay sao? Như câu chuyện sau đây chứng tỏ người Phật tử một khi có niềm tin đối với Tam Bảo thì trước khi chết vẫn được tự tại trong chánh kiến, chánh tư duy của mình. Vị ấy có thể lựa chọn một cõi trời nào đó để thác sanh. Trường hợp vị cư sĩ vào thời Đức Phật đã đạt được ước nguyện đó. Ở Xá Vệ có 500 thiện tín sinh sống, mỗi người có 500 cư sĩ tùy tùng. Người thiện tín lớn nhất có 7 con trai và 7 con gái. Mỗi đứa con thường xuyên cúng dường theo lối trúc thăm để dâng món cháo đặc và các thức ăn khác. Ngoài ra còn cúng thức ăn cuối tháng, thức ăn đầu tháng, thức ăn chiêu đãi, thức ăn ngày chay, thức ăn cho khách viếng thăm và thức ăn mùa mưa, tức là mùa hạ. Tất cả những người con đó đều là thế hệ sau, cho nên thiện tín cùng vợ và 14 con duy trì 16 cách cúng dường. Và vị thiện tín đức hạnh chính trực cùng với vợ con đều quan hỷ trong việc sắp đặt bố thí. Sau một thời gian, vị thiện tín mắc bệnh và sức khỏe suy sụp, mong muốn được nghe pháp. Ông gửi lời đến Thế Tôn xin cử 8 hay 16 tỳ kheo đến. Đức Thế Tôn gửi các tỳ kheo và họ đi ngay đến dây quanh giường ông ta, rồi ngồi xuống chỗ được dành sẵn. Vị thiện tín nói: Chư Tôn giả, bây giờ muốn thấy các ngài khó lắm vì tôi yếu quá. Xin tụng lại cho tôi nghe một bài kinh thôi. Ông thích nghe kinh gì hở thiện tín? Kinh Tứ Niệm Xứ, phổ cập đối với tất cả chư Phật. Thế là chư Tăng bắt đầu tụng bài kinh, mở đầu bằng những lời: Chỉ có đường này, này các tỳ kheo, con đường duy nhất này dẫn đến sự cứu độ chúng sanh. Vào lúc ấy, từ sáu cõi trời hiện đến 6 chiếc xe dài 150 dặm do 1.000 con ngựa xin thuần chủng kéo, trang hoàng với đủ loại trang sức rực rỡ. Trên mỗi chiếc xe ngựa có một vị trời đứng và mỗi vị trời nói: Cho phép chúng tôi chở ngài về thiên giới của chúng tôi. Và họ nói tiếp: Giống như ta đập bể một bình đất và thay bằng một bình vàng, cũng như thế chúng sanh sanh thiên sẽ được hạnh phúc trên cõi trời của chúng tôi. Vị cư sĩ không muốn bị ngắt quãng trong khi nghe pháp liền gian xin: Hãy khoan, hãy khoan. Các tỳ kheo nghĩ rằng ông ta nói với mình nên dừng tụng pháp. Con trai và con gái của ông khóc thét: Trước kia cha chúng tôi không bao giờ cho rằng mình đã được nghe pháp đầy đủ, mà nay sau khi thỉnh các tỳ kheo đến và yêu cầu tụng pháp, chính ông ngăn họ lại. Rốt cuộc không ai mà không sợ chết. Các tỳ kheo bàn với nhau không phải lúc ở lại, và lập tức họ đứng lên ra đi. Sau một lúc, thiện tín tỉnh lại và hỏi các con: Tại sao các con khóc? Họ đáp: Cha thân yêu, cha mời các tỳ kheo lại, và ngay khi đang nghe pháp, chính cha ngăn họ tụng pháp. Chúng con khóc vì nghĩ rằng
rốt cuộc không ai là không sợ chết. Nhưng các vị tỳ kheo quý kính đâu rồi? Các tỳ kheo đã bảo nhau, đây không phải là lúc nên ở lại, và lập tức họ từ chỗ ngồi đứng lên ra đi. Các con yêu, ta không phải nói với các tỳ kheo quý kính như vậy. Vậy thì cha nói với ai, cha thân yêu? Từ sáu cõi trời có sáu vị trời hiện đến trong sáu xe ngựa trang hoàng lộng lẫy, và đứng trên xe ngựa lơ lửng trên không, họ nói với cha: hãy hưởng hạnh phúc trên thiên giới của chúng tôi. Và cha đã trả lời với họ: hãy khoan, hãy khoan. Cha thân yêu, những xe ngựa ở đâu? Sao chúng con không thấy? Ta có vòng qua nào không? Có, thưa cha. Cõi trời nào vui sướng nhất? Cha thân yêu, vui sướng nhất là cõi trời Đâu Xuất, nơi cha mẹ chư Phật cư trú, cùng với tất cả các vị Phật tương lai. Tốt lắm, vậy hãy ném lên không một vòng qua mà nói. Hãy khiến vòng qua này mắc vào chiếc xe ngựa của cõi trời Đâu Xuất. Những người con của vị thiện tín ném lên, và vòng qua mắc vào gọng xe ngựa treo lơ lửng trên không. Đám con thấy vòng qua lơ lửng trên không, nhưng không thấy xe ngựa. Vị thiện tín hỏi: các con có thấy vòng qua không? Vâng, chúng con thấy. Vòng qua này treo lơ lửng nơi chiếc xe ngựa đến từ cõi trời Đâu Xuất. Cha sắp đi đến cõi trời Đâu Xuất, đừng lo lắng. Nếu các con muốn tái sanh theo cha, hãy làm những công đức như cha đã làm. Khi dứt lời, ông chết và đặt chân lên chiếc xe ngựa. Lập tức ông tái sanh thành một vị trời thân cao 3 phần 4 dặm, được trang điểm với 60 xe đồ trang sức. Ông có 1000 thiên nữ theo hầu, và ở trong cung điện bằng vàng rộng 25 dặm. Khi những tỳ kheo về đến tinh xá, Đức Phật hỏi họ: các tỳ kheo, vị thiện tín có nghe tụng đọc pháp không? Có, bạch Thế Tôn. Nhưng nửa chừng ông ta kêu lên: hãy khoan, hãy khoan, và ngăn chúng con lại. Rồi con trai và con gái ông ta bắt đầu khóc. Lập tức chúng con bảo nhau: đây không phải là lúc nên ở lại, và chúng con từ chỗ ngồi đứng lên ra đi. Các tỳ kheo, ông ấy không nói với các ông: từ 6 tầng trời có 6 vị trời đến trên 6 chiếc xe ngựa lộng lẫy, và họ gọi vị thiện tín ấy đi với họ. Nhưng thiện tín không muốn bài pháp đang đọc bị ngắt quãng, nên nói với 6 vị trời như thế. Thật vậy sao, Thế Tôn? Đó là sự thật, các tỳ kheo ạ. Bạch Thế Tôn, bây giờ ông ấy tái sinh nơi nào? Trên cõi trời Đâu Xuất, các tỳ kheo. Bạch Thế Tôn, nhưng gần đây ông sống rất vui sướng giữa các thân tộc của mình, và bây giờ ông ấy cũng đi tái sanh một nơi vui thú. Đúng vậy, các tỳ kheo, ông là người giác tỉnh. Dù cư sĩ hay tu sĩ, ông được sung sướng cả 2 nơi như nhau. Nói xong, ngài đọc pháp cú: nay vui đời sau vui, làm phước 2 đời vui, nó vui nó an vui, thấy nghiệp tịnh mình làm. Thật vậy, chỉ có cách cúng dường và phụng sự Tam Bảo đúng chỗ đúng người mới thành tựu được phước đức to lớn như vậy mà thôi. Cho nên nương về ngôi báu là có niềm tin chân thật đối với Tam Bảo, gọi là chánh tín. Vì có lòng tin chân thật đó mà đưa đến quả báo lành ngay trong hiện đời và cho cả đời sau. Vì tin Tam Bảo có một đường lối sáng suốt dẫn chúng ta thoát khỏi luân hồi trong lục đạo, nên chúng ta tin là niềm tin không mù quáng. Bởi lẽ Phật là người như chúng ta, nhưng Phật đã tự tu, tự chứng giải thoát và hướng dẫn cho đệ tử của Ngài tu theo cũng đạt được kết quả, chứ không phải chỉ có lời nói suông vô nghĩa. Do vậy, nên ai có tin chân thật đó đều được lợi ích là sau khi thân hoại mạng chung sẽ được sanh lên cõi lành, cõi trời không sai. Nói tới đây thì xét lại mình sanh ra vào thời này
là đã cách Phật đã xa lắm rồi. Việc phụng thờ Phật bảo chỉ qua hình tượng thôi. Nếu như Phật còn tại thế, mình quy y Phật là nương về trực tiếp với Phật, được Phật độ cho mau chứng thánh quả. Song từ khi Phật nhập Niết Bàn, không còn ai được niềm hân hạnh ấy nữa. Chẳng lẽ vì vậy mà thời nay sự quy y không còn có ý nghĩa hay sao? Đây là một trong tám nạn của chúng sanh chúng ta thời này vậy. Tuy nhiên, không phải vì lý do đó mà mình chấp nhận sự thiệt thòi đáng tiếc đó. Trong Thiền Tông, có một cách để cứu vớt cho người Phật tử còn có cơ hội được gặp Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Mà Tam Bảo đó không ở đâu xa xôi cả, mà ngay ở nơi tự tâm của chính mình. Quy y Tam Bảo như vậy là quy y tự tâm và vô tướng, thì không sợ bị lầm lạc. Như Đức Lục Tổ Huệ Năng đã từng dạy trong kinh Pháp Bảo Đàn Phẩm như sau: Này thiện tri thức, nay phát tứ hoàng thệ nguyện, rồi lại vì thiện tri thức mà trao vô tướng tam quy y giới. Này thiện tri thức, quy y giác lưỡng túc tôn, quy y chánh ly dục tôn, quy y tịnh chúng trung tôn. Từ ngày nay trở đi, xưng giác làm thầy, lại chẳng quy y tà ma ngoại đạo, dùng tự tánh Tam Bảo thường tự chứng minh, khuyên thiện tri thức quy y tự tánh Tam Bảo. Phật là giác, Pháp là chánh, Tăng là tịnh vậy. Tự tâm quy y giác, tà mê chẳng sanh, thiểu dục tri túc hay lìa tài sắc, gọi là lưỡng túc tôn. Tự tâm quy y chánh, niệm niệm không tà kiến, vì không tà kiến tức là không nhân ngã cống cao, tham ái, chấp trước, gọi là ly dục tôn. Tự tâm quy y tịnh, tất cả cảnh giới trần lao ái dục, tự tánh đều không nhiễm trước, gọi là chúng trung tôn. Nếu tu hạnh này, ấy là tự quy y. Phàm phu không hiểu, từ sáng đến tối thọ tam quy giới. Nếu nói quy y Phật, Phật ở chỗ nào? Nếu chẳng thấy Phật thì nương vào chỗ nào mà quy? Nói lại thành giọng: Này thiện tri thức, mỗi người tự quan sát, chớ lầm dụng tâm. Kinh văn rõ ràng nói tự quy y Phật, chẳng nói quy y với Phật khác. Tự Phật mà chẳng quy thì không chỗ nào mà y được. Nay đã tự ngộ, mỗi người phải quy y tự tâm Tam Bảo. Trong thì điều hòa tâm tánh, ngoài thì cung kính mọi người. Ấy là tự quy y vậy. Chỉ có cách quy y tự tâm hay vô tướng như Lục Tổ dạy, mới thật sự thấy được sự cao quý của việc nương về ba ngôi báo. Không những chính mình đem lại lợi ích lớn lao cho bản thân mình, mà vĩnh viễn trọn đời không thối chuyển nữa.